bật phát ra ngay luôn. Ai bà nào? Ôi, ui rồi. Vâng vâng cái này ra, vâng cái này ra. Ui trời ơi. Vâng vâng cái này ra, nhanh lên. Ui dồi ôi. Kìa. Nhanh lên, ui nó bò toát lạ đâu rồi. Nó bò, Này. Ui giời ơi, nó bò. Nhanh lên. Khẩn trương, Nhanh. Ui cái chân lại kìa. Chú này. Ui nó bò rồi. Ui giời, lạc ổ đá rồi bên đây này. Ra mày. Ui giời. Ngon rồi này mọi người. Ui giời này. Ui. Ra mày. Cái bọn này. Đứng ngồi đây buôn chuyện nhá. Mặt cứ lim 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 lim. Chồng đi thì trước cái ông phải tướng, chồng đi trước cái ông ấy đấy. Mẹ mày nói xấu tao nhá. Mẹ mày thằng ngủ sớm. Đâu? Ông không ngủ sớm. Mẹ mày. Ngủ muộn à? Muộn. Đấy là bà nhau. Anh mà mệt như đi buồn ngủ. Rồi tí cứ nằm mà trước cho xong tí đi thăm tao dậy mới đi. Ấy giờ chưa thì thôi. Mày và thằng mày nhá. Chưa thì mà thăm xong rồi. Ngủ nhá. Trông như nhau mà bây giờ đòi ngủ rồi. Ba thằng thanh niên này, một thằng có vợ. Ba thằng chơi nhau lúc đi. Còn ông để ông lại ông thăm mình bảo gì. À. Bố mày thăm đâu? Rồi. À, thằng này bàn mưu tính kế mọi người. Thăm hết rồi. Bàn mưu tính kế. Phải ba người nói cướp cướp, người này nói kia, người kia lại nói thế này. Đói, được. Được. Cái gì đấy nhỉ? Có gì đâu. À. Thanh niên, hai thanh niên chưa vợ và một thằng có gia đình. Vừa nói gì đấy nhỉ? Nói gì đấy nhỉ? Nói gì đâu? Cái gì lại có từ mõm mõm vào đấy nhỉ? Sao mà lại có cái gì đi ngủ ấy nhỉ? Hả? Đó là ngủ, sao anh đã ngủ đâu? Ôi tao đi thăm bên kia nghe ba chúng mày ngồi thì là hỏng rồi. Anh tới anh nóc vào đấy để cho bọn em ngủ một giấc chứ chứ chưa kịp ấy. Ô đi làm như nhau bây giờ là ba thằng đi không đi đâm bẫy nằm ngồi dấp vào đây. Xong rồi bàn mưu tính kế nói xấu. À thằng đen kia nhá. Thằng đen kia là thằng đen là cực kỳ xấu à. Thằng dự ghê nhá. Đấy thế là anh tuyên. Tí đâu về đâu khoe chứ xếp tài. Chúng mày ngồi đây bàn mưu tính kế đi ngủ xong rồi nói xấu cán bộ. Mày chết. Thôi không biết ba tao quay được hết rồi chứ không phải là không. Quay. Đây đây mày không nhìn thấy máy quay đây à? Quay gì? Có video là không cãi được tí gì nữa rồi. Chú quay làm gì? Tao quay làm gì bây giờ? Thích thì quay thôi. Thế bây giờ làm sao? Ý làm sao? Có đút nót không? Có đút nót không? Có đút nót không? Không biết. Ui đen này, ra được sao? Cá nó chết mẹ, cá nó đít rồi. Ui ôi, ui ôi, mẹ cái thằng ngồi sau cửa đó thì mày không nhìn có con rắn nó ngay ở dưới đít mày luôn. Kiếm chứ kiếm. Ui ôi, con rắn đen xi. Đùa đéo gì tao nhìn thấy đen xi mà. Thật luôn, đen xi luôn. Mày kiểm tra lại sao nào? Tao vừa nhìn ở dưới ngay cái cỏ chỗ mày. Ui ôi. Ở đâu? Ở trong cái cỏ như thế này. Đấy ở trong cái chỗ thằng Dự vừa nó đạp ấy. Nó xoạt một cái tao nhìn thấy đen xì luôn. Đùa phét. Phét gì mày nhìn xem nào. Kiểm tra nào. Cái đấy là cái gì ấy? Đấy nó đi. Ủa. Hay nó chui ở dưới rồi. Kiểm tra xem nào. Đấy nó có cái khe không phải không? Đấy. Ông này ông cũng phét thì ông lừa ấy. Mày điên à? Thôi đi, ông cũng phét đấy.
Mày điên, mày nhìn xem nào, nhìn thế nào. Giờ ấy sao thế này lên, nếu mà không có chết nữa. Không, không có, chặt đầu tao đi. Đâu. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn xem nào, nhìn xem nào. Kiểm tra kỹ. Kiểm tra kỹ xem nào. Có quạt đây đúng không? Đây này, cái thủng của mày này, này lưng lên xem nào. Đấy, lưng bên này cho nó dễ này. Đấy. Lấy hòn gạch, lấy hòn gạch kê nó lên xem nào. Mày thử trái xin nào. Ôi ôi, thôi, 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 thôi. Cái gì? Làm lắm. Cái gì? Làm lắm. Làm lắm là như thế nào? Đi đi đi. Hả? Hò đây giống như thế. Ôi, đây, 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 đây. Ôi, 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 em chú. Đây, 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 đẹp gì đây? Nghe này, 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 cầm máy. Không bà, không bà chạy ra. Đây, đây, đây. Ui. Cái đống huyết lá này. Ủa, có chạy ra gì đấy, mày gọi bố mày đi, bố mày đang thăm mấy đằng kia. Cháu không cầm điện thoại. Cháu gọi bố này. Ủa, tôi. Alo anh trai ơi, thằng đen tí nó bị giam cắn, vừa đi, anh đến ngay nhá. Vâng. Ui, nên đi. Ui giỏi thôi. Nên đi, cắn rồi. Ui giỏi thôi. Ui giỏi thôi. Ui mấy đuôi. Ui, tao nhìn như là phải 4-5 đuôi rồi. 4-5 đuôi. Ôi, lấy cái thùng, cả cái thùng người ta lấy thùng. Dàn, dàn thôi. Việc này nghiêm trọng lắm nhưng mà không. Thôi, việc đấy đi sâu đi. Nó buôn dư chuột mà nó bắn dư lên. Tí nó cắn vào đít. Ui, lắm lắm ơi. Lưng lên một tí xong là lấy tay gờ vào là chơi luôn. Lấy tay vào chứ nó mổ tay sao? Đấy, mổ cho được. Đây, thằng đi. Đấy, thằng đưa này bố. Mày tập trung ấy với các chú ở đây sao? Đứng đứng hay sao kia? Bật phát ra ngay luôn. Ai bắt nào? Ôi, ui. Vâng, cái này ra. Ui ui. Kìa. Nhanh lên, ui nó bò toát lạn đâu rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui giời ơi, nó bỏ nhanh lên. Nhanh. Ui, cái chân lại kìa. Cái chỗ này. Nó bò rồi. Ôi, cái kia. Ôi, cái con kia kìa. Ôi, lỗ tai rồi kìa.
cầm đuôi nhanh lên. Ui con. Mẹ con này mấy cân? Ui sủa ơi. Kìa. Ui giời ơi. Kìa. Thằng Dương chạy ra ngoài bắt con này cho ông Đại nhanh lên. Một thằng thôi, kìa. Ui con kia nó to đúng kìa. Ui. Ui nó cắn này. Ui giời ơi này. Ui giời ơi. Ui giời ơi này. Ui giời ơi. 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 Ui giời Ui giời. Bị lỗ rồi chưa? Ui kìa. Ủa? Thầy đang đứng lên trên con. Ui giời, bạc nhà nó rồi. Ui giời. Đấy cứ từ từ. Bình tĩnh. Ui giời. Ui giời, ôi con này nó to này. Mẹo con này to chưa? Ui giời. Ui giời. Ôi, mẹ tỏ lắm ông ạ. Kìa nó lên nhà kìa. Là ba thằng này nhá. Ui, hôm nay mày mới to tội. Nó quặn bỏ ở đây rồi. Đúng rồi. Ui giời lại. Ui giời. Ui giời ôi. Kiếp chưa. Ui giời lại. Ui giời. Ui giời. Đúng rồi. Ui giời. Ui giời. Ui giời lại. Nó bỏ lại. Ui con này bé này. Bắt đi lấy túi. Chết rồi. Vô rồi. Chết rồi. Ui giời ơi, nó nhiều. Ui con này to này. Cẩn thận nó cắn nhá. Ui giời ơi. Kìa. Đây. Ui giời ơi mọi người. Chết rồi, ổ rồi. Ui giời. Bắt đi em ơi. Ui giời ơi, cắn đi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui. Này. Ui giời. Này. Ui giời ơi. Kìa nó bỏ lên chỗ đen kìa. Ui giời ơi, nhiều thế. Ui con này con to này. Con to làm cho mày này. Ui giời ơi. Nó vẹn nó ngủ đông cho mày rồi. Đem đây xuống lấy túi đi nè. Xuống lấy túi đi. Khiếp chưa. Lấy túi đi con ơi, lấy túi đi làm đi nhanh lên. Ui con này to thế. Ui giời. Mẹ ui giời hẳn ngay đi. Mà lỗ cao thì đỉnh tôi rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi con này này. Ui. Mọi người nhìn này. Ôi, con này ăn cả con này. Ôi, con này đen rồi. Ui, con này đen rồi. Nhanh, cẩn trương. Ui, nó chạy toán loạn này. Ui, con này màu kinh chưa? Ui, nó mẹ cái góc xuống hết rồi chưa? Ui, nó rổn hết rồi đây. Ê, con này mỏng bé bé mà nó dẹt đen. Bắt đi em ơi, nhiều quá. Nè, mọi người nhìn này. Ui, giời. Ui, giời ơi. Ui giời, ổ nó rồn về đây này. Ui giời, lặt ổ đá rồn về đây này. Ra mày. Ui giời. Ngon rồi này mọi người. Ui giời này. Ui. Ra mày. Ui giời. Ui này. Ý chưa. Ui con này này. Ui đi đánh cho nó ba đen này. Ui giời. Ui nó đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Ê. Mẹ chỗ này này, ui giời ơi. Chồng đấu với nhau này. Ui dã man.
qua ra màn. Sợ gì? Thế bọn mày ngồi lên đó à? Thằng đen nó ngồi ở trên tí thì em nhìn thấy nó cắn cho tí rồi. Nhưng mà bọn này nó xấu cơ, cán bộ. Nó xấu cán bộ à? Nó ngồi nó còn đi ngủ cơ. À, Hào đi ngủ. Ba thằng luôn. Ba thằng nó bảo là chiến đấu đều. Thằng ai đâu đấy? Có video đâu ấy rồi, tao quay hết rồi đấy rồi. Ui. Kìa kìa. Nhanh lên mọi người à. Úi giời, úi giời. Nè, kinh chưa? Tiếp, ngồi nó hết rồi. Sợ vãi thật, vãi luôn. Vẹo con này mới to này. Đây này, con này to thế. Con này chưa to, con bên dưới. Đây, con đầu này mới to này. Con này này. Ui, ui. Con kia cũng to con gánh này. Con bóc kia cũng to đúng rồi. Sao màn thật. Bắt đi em ơi. Bắt đi. Đấy. Ui, làm hai bao rồi à? Ôi, hai bao rồi. Cho con này vào đi. Con này bị sao ấy? Ôi cái người anh ta anh ta. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui con này. Con này cầm đá thế. Ui giời cái bành của nó. Cầm đá này luôn. Ui kìa, thằng đạn. Đây nhá. Sợ. May còn có tí võ. Ui này dài vậy. Vẹo dài. Kinh. Ui giời. Ui. Này, mọi người nhìn này. Vớ bảo rồi. Đẳng ngang người chứ. Úi giời. Vẹo bây giờ vào lạnh rồi. Vào lạnh rồi đấy. Nó vào lạnh rồi bây giờ là nó chuẩn bị vào đông rồi. Nó ngủ rồi. Ngủ đông rồi. Úi giời. Tao bắt xong tổ này cho ba anh em về ngủ tí. Không, mà ngoài này không được. Kinh nhỉ. Không được. Chơi đi, chơi đi. Úi giời. Cẩn thận nhé, đại cẩn thận cái con to à, tay ngay tay nó mổ ấy. Úi giời. Úi con này to thế. Hai con to nó nằm ở chỗ anh sợ nhỉ. Ui giời. Ui con trời nó leo kìa. Ui giời. Hai con này con này nó dài. Thế, nó dài nó to lên. Tiếp nhật con này nó dài đây. Dài mẹ 2-3 mét nhỉ. 2 mét. Ua. Ua. Con to à. Ui giời con to nó quặn. Con to à. Con này to à. Ui giời. Ui con trời mới con trời mới to kìa. Ui ở nó phun. Phun mặt tao. Ui giời. Ôi giời mầm nhỉ. Ui như mưa. Gớm nhỉ. Ôi giời. Cho đi cho đi. Đá này. Ui giời. Ui nó dướn này. Ui con này nó dướn. Ui giời. Bắt đi. Con này nó nằm ở trên. Bắt đi. Ê bố bố. Chết. Đá này lại chuyên ra. Con to đúng dưới rồi, chuyên ra được. Nhanh. Nhanh. Cho u kìa, con thằng đại cẩn thận con trên kia kìa. Đây này, lại ra bắt hàng con này đi. Mọi người nhìn này. Úi giời. À. Dạ màn chưa? Này. Úi giời. Cái bành của nó. Úi nó nghiêng đầu lên. Đây, mọi người nhìn rõ cái vảy người nó. Kinh. Úi giời. Đấy. Quỳ. Quỳ ăn cái ổ này là kiếm rồi. À. Ui giời, con này. Ui được cái bành nó to như bàn tay này. Đây cái bành nó to như bàn tay này. Ui giời. Đây con này em ơi. Cho con này. Ui. Anh à. Ui giời mọi người nhìn này. Đúng chưa? Đã đợi chưa? Ba bao rồi. Ui giời ơi, 4 bao rồi. Cả mẹ đống ấy vào 4 bao rồi. Ui giời con này. Con đấy nó mỏ nhá. Ui ê. Ê. Ủa, này, đưa bắt con này vào đi. Con này như bao thi thiên, con này như thằng đen luôn. Dạ mà. Động nó cãi. Ôi, chơi đi em ạ, chơi đi. Cho một túi đó. Ui giời, con kia to kìa. Ui giời, con to nhìn giống con đã nhỉ. Này, cầm đấy. Nó con nào cũng dài nhỉ. Nhưng mà nhìn nhá. Con lắm quá, nó lắm mạnh kinh chứ. Ôi ôi cả nặng tay đại to này, ôi con này 4 cân, tay này không thua gì, mẹ con này giữ to đùng kinh thật, to bằng bàn tay ông đại luôn, to nhìn này, ui cái bàn tay nhỉ, ui giỏi không, ui to hơn cái bàn tay nhỉ, à, con này bàn tay to hơn bàn tay luôn, to luôn, ra mà cầm như đá luôn, con này lên bình thì đúng một đương khủng. Con này nó lên cũng ui kìa, sợ là kinh chưa? Mọi người nhìn này, dạ
Ai cầm cầm cho hắn. Ui, đã to lại còn dài đấy. Khiếp, to dài lại cong. Chết rồi. Có cả cong đấy nữa. Thôi mọi người nhá. Này, cho mọi người xem cái thành quả của anh em mình này. Ui giời ơi. Ui 1 2 3 4 bao đầy rồi. Anh em mình sẽ kết thúc video đây mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong Teo sản phẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Ngon. Bắt đi.